À, chào tất cả mọi người, các bạn nha. Bữa nay mình quay chiếc xe cuốc cần dài gạo múc nữa nha các bạn. Đó, cây cần rất là dài, rất là cao nha. Đó, anh múc anh để lên cái lỗ này nè các bạn. Hôm nay anh múc cái lỗ này để đất sình nó không có đột lại ở dưới mé đó. Anh múc cái anh bỏ vô cái lỗ này là nó dính ở trong cái lỗ luôn nha các bạn. Từ từ nó khô. Đó, múc lên nước chảy ào ào luôn nha các bạn. À, cái gạo không có làm cái lỗ thoát nước các bạn, cho nên múc nước hơi nhiều nha. Xe cuốc nó cần rất là dài luôn. Bây giờ để lên cái cần khủng chưa các bạn, ghê gần không. Wow. Múc dưới sông rồi, sóng đánh ghe tàu chạy á, rồi sóng nó lắc chiếc chẹt nha. Ôi, cục đất rất là to luôn các bạn ơi. À, các cô chú anh chị mà có xem video mà thấy hay đó, thì hãy cho em xin một ngón tay nha, đổ lên nguyên cục đá luôn các bạn ơi. Cái đó là cục đá nha các bạn. Đó, giờ múc để lên nữa tiếp nè các bạn ơi. Đó, múc lên nguyên cái bao luôn cái gì các bạn ơi. Đó, cái bao mục nè các bạn, ghê chưa, quá tuyệt vời luôn. Cái này gào múc nữa các bạn, gào móc luôn, móc với múc giờ cũng vậy à. Móc lên nguyên một cục đất nữa nghe các bạn. Đúng rồi, để lên bờ nha. Cái cần quá dài luôn các bạn ơi. Để múc bên đây lên tiếp nè. Rất là to luôn, quá khủng luôn các bạn ơi. Múc gạo nào gạo nấy là đầy luôn. À, chiếc này là ớt 200 nha. Còn ở trên cây cần là để tiếng Đài Loan hay là tiếng Trung Quốc gì mình cũng không hiểu nha các bạn. Các bạn biết cái chữ đó thì các bạn có xem thì hãy dịch cho mình hiểu chữ ở trên cây cần cuốc đó là cái ký hiệu gì ha. Gạo quá to luôn các bạn ơi. Múc để lên tiếp nè. À, bữa đó múc ở trong cái sông nhỏ nó có lục bình nhiều nha các bạn. Bữa nay ra sông lớn nè. Ra sông lớn ít lục bình. Anh múc cái lỗ này cũng quá tuyệt vời nha các bạn. Lỗ rất là sâu nha. Khi mà bỏ đất trên đây là đất nó không có bị chạy xuống kinh lợi. À, giờ múc để lên tiếp nha. Anh lái gần cuốc quá siêu luôn các bạn ơi. Quá hay nha các bạn. Giờ múc để qua nghe qua.
Mình cũng vừa thấy một anh cũng là quay xe cuốc với mình nữa kìa các bạn. Đó, anh đứng ở trên đó anh quay kìa. Hồi nãy anh đứng ở bên đây. Rồi anh lại đến quay một lát mình hỏi cái kênh của anh tên gì luôn nha các bạn. Múc nguyên cục đất chắc là to luôn. Có đất đá nha. Anh ơi, kênh anh tên gì vậy? Kênh của anh là Quê Lốc Miền Tây An Giang nha. Các cô chú anh chị mà có xem thì hãy nhớ xem ủng hộ cho anh luôn nha. Cái cành rất là dài, rất khủng luôn. Lên bụt nữa nghe coi. Cái cành quá dài luôn quan ơi, khủng cái cành luôn. Một cái đùng chứ nghe các bạn. Tù đất ghê. Múc nước múc đất luôn nghe các bạn. Nước nó chảy xuống cái lỗ này nè. Đó. Giờ để lên đó nghe các bạn. Để lên cao đó, nước bắt đầu chảy xuống nè. Đó, đất bắt đầu từ từ nó chảy xuống cái lỗ này nghe các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Anh tính quá hay nghe các bạn. Múc cái lỗ trên khô này trước. Rồi anh múc ở dưới kia anh để lên là đất nó chảy xuống cái lỗ luôn. Xe cuốc này lái quá khéo các bạn ơi. Các bạn mà thấy hay thì hãy cho mình xin một ngón tay nghe các bạn. Nước cứ chảy xuống nè. Đó, đất bắt đầu chạy xuống nghe các bạn. Chạy lát nữa là đầy cái lỗ này. Rồi ảnh múc thêm một cái lỗ khác nữa. Anh múc cho đầy cái lỗ này. Rồi anh múc thêm cái lỗ khác nữa. Để đất nó không có chạy xuống kinh nữa. Chạy xuống lợ. Chạy xuống lợ múc có lâu rồi. Cành khá là dài, khá là khủng luôn. Bữa nay mình ngồi xa xa các bạn ơi. Phải ngồi gần là anh quơ né không kịp với anh với dân sinh đó. Một quá kéo quá hay luôn các bạn ơi. Giờ để lên tiếp nè. Gạo rất là khủng luôn. Ghê cục đất khủng lồ luôn. Đất cũng để lên trên nghe các bạn. Để lên đó từ từ là nó chạy xuống cái lỗ này nè các bạn. Đó, để nãy giờ trên kia mà nó chạy xuống dưới này nè. Nước, cái này dưới này có nước nữa nha. Anh thọt xuống múc tiếp nha các bạn. Gần đầy cái lỗ các bạn ơi. Về gào nó là đầy cái lỗ. Cái lỗ anh múc cũng rất là to nè. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Múc lên cái lục bình luôn. Lục bình ở dưới sông luôn kìa. Đầu để lên trên nè các bạn ơi. Oh.
đầu để lên nè các bạn ơi. Ồ, cái cần rất là dài khủng luôn nha các bạn. Video của mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn, hẹn mấy bạn video tiếp theo nha. Xe cuốc có múc ở đâu khác nữa thì mình quay tiếp cho các bạn xem. Các bạn hãy nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ để xem ủng hộ mình nha. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Nè.